như năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, đôi tay nhân gian mơ từng độ lượng. Hồi mãi trong ta hình bóng con người, lời nào có cây, lời nào có làn, một chiều mùa thu, một chiều đập nhẹ ngày qua. Lần đầu tiên tôi vẽ được một nghệ sĩ đặc biệt, một nghệ sĩ mà đó là thần tượng của tôi, đó là ông Trịnh Công Sơn. Ông chính là người nghệ sĩ bằng tất cả trái tim. Tôi cảm rằng ông hầu như len lỏi vô bờ khắp nơi, từ dòng sông, từ những hàng cây, từ cõi hư không cho đến những bước chân đi, cho đến những góc phố. Đó làm cho tâm hồn tôi trỗi dậy những cảm xúc đặc biệt. Tôi dùng những cái âm thanh và những cái giai điệu này trong không gian đó để áp dụng vào trong nghệ thuật vẽ. Tôi mô tả những cái không gian kỳ diệu của ông, tôi chuyển hóa vào tâm hồn của tôi để kích hoạt cảm xúc thư giãn và thấy mình đang sống lại những không gian quá khứ và tạo tác phẩm. Tôi cảm nhận rằng tôi diễn đạt được cái mái tóc và bụi trần của ông với được đôi mắt sâu và có một không gian trong hốc mắt, hầu như đôi môi và nở nụ cười duy nhất hằng trên khuôn mặt đều là những vết đọa đài của một kiếp thế nhân, của một người nghệ sĩ lãng tử, một tâm hồn giấu kín. Vì vậy, tác phẩm này tôi cảm thấy thỏa mãn và tôi sẽ, đó là trong những nhật ký của đời tôi, có lần đầu tiên là được vẽ một nhạc sĩ mà tôi đi vào tâm hồn của tôi. Khi mà vẽ là khổ liệt cái mông này nè, là không có tiền, phải đi vẽ vậy, đi phải leo trèo lên những cái đình chùa miếu, vẽ trên vách tường những bức tranh, vẽ những cái yêu cầu của khách, phải vẽ ra những cái bức tranh và những cái chân dung nào đang cần thiết nhất của họ thì phải đi kiếm tiền, và không đơn giản. Lúc mà khó khăn gian khổ đó, vì vật chất đó, thì mình không có tiền để mua màu và không có tiền mua kính. May mắn là có những người bạn họ mời đến nhà cho những miếng kính dụng, cho nên là mình rất quý trọng bạn lắm. Sau này tôi thành công rồi, tôi tìm mấy người bạn đó để tôi vẽ lại bức tranh. Tôi nói là miếng kính ngày xưa bạn đã tặng cho tôi ở một cái góc nhà, mà bây giờ miếng kính này bây giờ là tác phẩm rồi bạn à. Bạn tôi mừng lắm. Thì vậy là đó là chuyện đáng nhớ nhất của tôi, là đi tìm miếng kính vẽ. Trước kia tôi là một hộ nghèo, tôi phải ở đậu. Vì chính nhiều cái nghèo này, tôi nghĩ rằng mình phải vượt lên chính mình. Tôi nghĩ tôi là người lính, mà tôi cứ nghĩ vậy và tôi đã vượt lên. Sau đó tôi thoát được hộ nghèo, tôi đi tri ân lại những người bạn đã từng những miếng kính tặng tôi. Ôi các bạn ơi, tôi quý trọng vô cùng các bạn à. Bây giờ tôi đến với các bạn bằng tác phẩm. Các bạn, quá trình khổ luyện vẽ kính này là tôi được người mẹ. Người mẹ tôi những năm tháng còn ở quê nghèo, mẹ tôi nhà chưa có điện, mẹ tôi gọi đèn dầu tôi vẽ. Và mẹ lúc nào cũng động viên, lúc nào cũng quý trọng cái hình ảnh Bác Hồ. Cho nên càng vẽ Bác thì mẹ càng vui. Nhưng một điều rất buồn là khi tôi thành công rồi thì mẹ tôi không còn có mặt trên cõi đời này. Một lần tôi vẽ đối tác cho một cái nguyên thủ quốc gia, là đó là vẽ cho ông Fidel Castro, chủ tịch nước Cuba. Thì lần đó là tôi vẽ xong là phải đi viện ngay, vì vẽ trong đêm mà cho kịp để mà ngày mai á, để trao lại cho đại sứ quán. Hiện nay thì tôi là hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và thường hay triển lãm theo các chuyên đề. Và đến nay nữa là tôi đã triển lãm cá nhân lần thứ 3 vừa hoàn thành xong. Có điều đặc biệt rằng tôi được may mắn là triển lãm cá nhân của tôi số lượng tranh lớn được người ta đón nhận và người ta mua hết. Và vào năm 2018 thì tôi triển lãm là 85 bức, thì tôi rất may mắn là trong vòng 2 tiếng người ta mua hết. Và năm 2019 thì tôi triển lãm 63 bức, người ta cũng mua hết. Và đến nay là vào 26 tháng 2 vừa qua thì tôi triển lãm 62 bức, thì khoảng 1,5 tiếng người ta mua hết. Người ta rất đến đón nhận và có lẽ người ta thích một cái gì đó trong tâm hồn mà tôi nói rằng đã chia sẻ với quý vị bằng tranh. Trong hành trình nghệ thuật hội họa của tôi, hầu như tôi nghĩ rằng tất cả là kịch bản. Tôi là người diễn viên đang diễn trong những tác phẩm cuộc đời mấy năm trôi qua. Và tôi nghĩ rằng đến lúc nào đó, ước mơ của tôi vẫn là người diễn viên mà cũng là đồng hành với tác phẩm trước công chúng, với những tác phẩm lạ, sinh động, nhiều màu sắc, nhiều góc độ, có những tác phẩm to lớn,
tác phẩm có ý nghĩa và đem giá trị mà cho đến mọi người như những viên ngọc trái cây ở miền Bơ Tôi.